Chị phải hỏi ngược lại em trước khi chị trả lời là em nói là em đã luyện giọng rất nhiều, nhưng mà em đang là tự luyện ở nhà rồi tự coi video hay là nghe những cái podcast, nghe các anh chị MC Voice Talent đọc rồi mình bắt chước, hay là em đã tham gia qua một cái khóa học hay là một cái lớp học luyện giọng nào hay chưa? Tại vì á, nó sẽ có hai tình huống. Nếu như mà em chưa tham gia bất kỳ một lớp học nào thì chị khuyên em rất là nhanh thôi, hãy tham gia ngay một cái khóa học về luyện giọng. Bởi vì nếu như mà chúng ta có thể tự luyện được giọng chuẩn, giọng hay thì những cái khóa học đã không ra đời. Mà nếu chúng ta có thể tự luyện thì tất cả mọi người đều sẽ trở thành MC hoặc là Voice Talent khi mà họ có thể tự luyện được. Cho nên á, nếu mà tự luyện nó sẽ là một cái hành trình rất là khó khăn. Chưa kể nó còn phụ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên á, là cái nền giọng của em có bị nhiều bệnh, nhiều lỗi không? Nếu mà ít bệnh, ít lỗi thì có thể em tự tập nó cũng sẽ có cái sự tiến bộ. Nhưng mà nếu nhiều bệnh, nhiều lỗi quá thì cái quá trình tự tập chị nghĩ là rất là khó để có thể thay đổi được giọng. Yếu tố thứ hai đó là khi em tự tập như vậy có nghĩa là em đang dựa nhiều vào cái bản năng bắt chước của con người chúng ta. Có nghĩa là em sẽ bắt chước theo những cái người có cái giọng hay, bắt chước theo các MC. Nhưng mà với cái phương pháp bắt chước như vậy á thì phải là cái người có khiếu bắt chước dữ lắm nha em thì mới có thể tập luyện thành công. Nhưng mà ngay cả khi thành công thì nó sẽ rất là khó để tuyệt đối. Em cũng không hoàn toàn là tuyệt đối có một cái giọng chuẩn, giọng hay được. Thứ hai là tự tập luyện thì bao giờ nó cũng sẽ tiêu tốn của chúng ta nhiều thời gian hơn rất là nhiều. Đấy, cho nên nếu như mà bây giờ em chưa có tham gia một cái lớp luyện giọng nào thì bây giờ hãy bắt tay vào tham gia ngay, để thứ nhất là ở trong những cái lớp luyện giọng em sẽ có thầy cô, thứ hai em sẽ có cái phương pháp và cái bộ bài tập để có thể tập luyện. Còn ví dụ như ở MC Academy thì không chỉ có phương pháp, có bài tập do chính chị là người biên soạn, không chỉ có các giảng viên sẽ hướng dẫn em mà còn có một cái đội ngũ trợ giảng là các MC và các Voice Talent chuyên nghiệp, họ sẽ đồng hành cùng em xuyên suốt từ đầu cho đến cuối khóa học, tức là mà hoàn toàn miễn phí nha. Có nghĩa là em học với các giảng viên xong thì về em tự tập á. Cái quá trình này chị biết là thứ nhất tự tập sẽ rất là khó để biết là mình tập có đúng hay chưa. Thứ hai là chúng ta rất là dễ lười. Thì cái đội ngũ trợ giảng khi họ đồng hành với em, họ sẽ giúp em gọi là hạn chế hai cái yếu tố này trong quá trình em tập luyện. Tiếp theo đó là cái vấn đề số 2 mà hồi nãy chị có nói, đó là nếu như em đã từng tham gia một cái lớp luyện giọng nào rồi thì như vậy thì chắc là mình sẽ phải xem lại hai cái yếu tố, hoặc là em đã sai phương pháp rồi, hoặc là em không có chịu tập luyện, tức là em chỉ học thôi mà không có tập luyện. Tại vì muốn luyện giọng thành công nó phải là sự kết hợp từ hai yếu tố. Thứ nhất là em phải tìm một người thầy giỏi, em phải có một cái phương pháp tập luyện đúng đắn, có một cái bộ giáo trình thật sự là chuẩn. Thứ hai là em sẽ phải chủ động và siêng năng trong cái việc tập luyện. Tại vì có thầy giỏi, có bài bài học dạ hay, nhưng mà mình không tập thì cũng vậy. Và ngược lại, nếu như mà em tự tập, em rất siêng nhưng em không có thầy, không có phương pháp thì em cũng không thể thành công với việc luyện giọng được. Đấy, cho nên nếu như mà em rơi vào một trong hai trường hợp này thì thật ra trường hợp nào chị nghĩ là em cũng nên đến một cái nơi nào đó có cái khóa học hay là có một cái người thầy để có thể kiểm tra cho em và hướng dẫn cho em. Và nếu như chị có cơ hội gặp em tại MC Academy thì chị sẽ làm bài test để kiểm tra giọng cho em, từ đó sẽ có một cái chương trình phù hợp nhất cho em để em học và tập luyện trong suốt cái hành trình thay đổi giọng của em.